trận chung kết Serie A giải bóng đá doanh nhân trẻ Bến Tre lần thứ tư năm 2023 trên cúp Liên Quốc Thành tại sân vận động tỉnh Bến Tre bắt đầu. Đúng rồi, 42, 42 anh, 42. Cười kìa, nhìn em cười kìa. Anh không có, anh mắc cười mấy cái thằng mà nó đố anh bắt được em á. Cười dí nó mới dài á. Đi Bình Dương hết rồi. Mà tốn kỹ quá hả? Đâu, nóng lại bình thường. Tại ghẹo vô chứ, sao không nóng được tiền mà. Đăng lên cho ta nhớ mình đúng không? Độ mà đã quên không có đấu tiền rồi. Bữa quên xe cái bài thắng rồi. Rồi. Em quên, em quên tỷ 5 ngày thì kiếm. Vâng, xin được chào mừng đón những người bảo đều môn túc cầu khoa sinh thái truyền thông thể thao God Airplay cùng với Endo Media. Đây là những hình ảnh được ghi hình trực tiếp tại sân vận động tỉnh Bến Tre, huyện Đồng Khởi xứ Dừa. Trận thi đấu chung kết Serie A trong khổ giải bóng đá YBA tranh cúp Liên Phước Thành năm 2023 do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức. Trận chung kết với sự góp mặt của Trung Việt Thái cùng với tỉnh đoàn Bến Tre. Ở trong hiệp đấu thứ nhất thì Trung Việt Thái sẽ là đội giao bóng trước. Đứng trước bóng đó là Tuấn Cừu, còn át chủ bài của Trung Việt Thái ở mùa giải năm nay. Hiệp đấu thứ nhất của trận chung kết đã bắt đầu. Trung Việt Thái sẽ thi đấu cho phục áo đỏ quần trắng và trắng giữ khung thành bên phía tay trái. Thời tiết trên sân vận động tỉnh Bến Tre buổi chiều ngày hôm nay cực kỳ mát mẻ, một điều kiện lý tưởng cho hai đội bóng của chúng ta có thể cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Anh quay lấy cái góc gì khán đài anh, góc khán giả. Có thể thấy trong các trận đấu chung kết thì ban truyền thông chúng tôi cũng đã bố trí thêm nhiều góc quay cho các bạn có thêm nhiều góc nhìn nữa về sân vận động Bến Tre. Vừa rồi là những quang cảnh rất hùng vĩ tại sân vận động các bạn, và đây là những hình ảnh trên khán đài. Ngày hôm nay thì cũng đã có rất đông khán giả đến sân và theo dõi trận đấu chung kết này. Đó là sự nỗ lực của ekip chúng tôi để góp phần giúp cho giải đấu thêm phần sinh động và hấp dẫn. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người, và ai ủng hộ ekip chúng tôi thì cho một like bạn, nhưng nhớ chia sẻ video trận đấu để lan tỏa bóng đá của Bến Tre đi khắp nơi. Một nữa cảm ơn tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến trên sân. Các cầu thủ đến từ Trung Việt Thái sẽ ra quân với đội số 6 Công Minh Minh Cọp, số 2, số 25 Thủ Thành Hữu Tấn, số 19 Thành Nhàn. Không vào. Cú đá đầu tiên đến từ đoàn quân áo đỏ. Tuy nhiên thì Thủ Thành Phương Hữu Tiếu đang rất tập trung. Quả bóng đầu tiên dành cho Trung Việt Thái trong trận chung kết Serie A giải bóng đá YBA tỉnh cúp Liên Phước Thành. Tuấn Cừu. Phương Hữu Tiếu.
Số 19 Thanh Nhàn, số 8 Hoàng Gia, số 11 Mai Minh Phụng, số 7 Anh Tuấn, đội trưởng Tuấn Cầu, cùng với số 16 đó là Thiên Bảo. Quả phạt góc tiếp theo. Đoàn quân của tỉnh Đoàn sẽ mang đến với những con người số 23 Hữu Phương, số 4 Văn Phương, số 6 Hoàng Minh, số 8 Idol Top Top Tấn Huy, số 12 Quốc Đạt Đạt Trâu, số 13 Minh Hiển cùng với số 71 đó là Nguyễn Anh Lực. Mà Bình Phụng. Tấn Huy. Đã có lỗi. Đội trưởng Thế Hiển là người bị phạm lỗi. Trên hình ảnh chúng ta đó là có Dương Lâm Vũ cùng với trưởng đoàn Liên Hai. Anh Dương Lâm Vũ là cựu tuyển thủ tỉnh Bến Tre nha các bạn. Ekip cũng xin gửi lời chào và lời chúc đến quý vị khán giả đang theo dõi. Đây là hình ảnh của trưởng đoàn Hiếu Nguyễn cùng với huấn luyện viên trưởng Đức Phương. Quốc Đạt, Hoàng Minh, anh Lực đã vượt qua được hậu vệ của Trung Việt Thái. Hữu Tấn đã khá góc an toàn. Quả phạt góc dành cho tỉnh Đoàn Bến Tre. Văn Phương sẽ là người thực hiện quả phạt góc dành cho tỉnh Đoàn. Hoàng Minh. Minh Hiển đã phạm lỗi. Xin lỗi Thế Hiển. Đội trưởng của tỉnh Đoàn ở mùa giải năm nay. Thế Hiển là một người con của quê hương An Hóa, huyện Châu Thành. Thiên Bảo. Tấn cố và đã có bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết rồi các bạn ơi. Thiên Bảo là có một pha chạm bóng ban đầu đầy cảm giác, bóng đủ vừa bay qua khỏi đầu của Thành Phương Lục Tiểu đi vào trong lưới của tỉnh Đoàn Bến Tre. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Đường truyền của Tấn Cư các bạn, dường như trước đó bóng cũng đã trúng vào một cái đầu hậu vệ của tỉnh Đoàn Bến Tre rồi mới đi vào trong lưới. Bàn thắng này sẽ giúp cho hai đội bóng cởi mở hơn. Minh Phụng. Minh Phụng tài trợ phần thưởng 1 triệu rưỡi từ Niệm Nam Việt. Cái niệm hiện kim 1 triệu rưỡi. Cái gì phải thưởng triệu rưỡi này, nói. Và có thể nói bên cạnh những danh hiệu tập thể, những giải đấu nhất nhì ba cho Serie A và Serie B, thì ban tổ chức cũng xin được thông báo với tất cả những cầu thủ thi đấu là giải năm nay sẽ có hai giải thưởng cá nhân, là giải thưởng dành cho vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, với phần thưởng là một tấm niệm Nam Việt trị giá 1.500.000 đồng. Xin được thông tin với tất cả các anh em. Và sẵn đây thì chúng tôi cũng xin thay mặt cho đơn vị vận hành giải đấu Nam Mekong nhắc với tất cả thành viên ban huấn luyện cũng như là các vận động viên của các đội là sau khi chúng ta thi đấu xong thì vui lòng dọn vệ sinh bạn. Cũng tội nghiệp mấy chú vệ sinh ngày hôm nay sáng vào dọn tới 11-12 giờ chưa được nghỉ nữa mọi người. Rất mong mọi người chúng ta cùng nhau chung tay giữ một hình ảnh rất sạch và cực kỳ đẹp của sân vận động Bến Tre. Cảm ơn tất cả mọi người. 1-0 cho Bình Thuận Việt Thái. Đã có lỗi các bạn. Đây là mùa giải thứ tư của giải đấu YBA do Hội Nhân dân trẻ Bến Tre tổ chức. Ở giải đấu đầu tiên được diễn ra vào năm 2019, đó là một giải đấu ở sân Nam, và Nam Việt đã vươn lên ngôi vô địch.
ở mùa giải tiếp theo diễn ra vào năm 2020. Nam Việt lại tiếp tục vươn lên ngôi vị cao nhất. Năm 2021 thì chúng ta đã không thể một đường chèo bóng hơi sâu về cầu môn, bóng đã đi hơi cao so với cầu môn khung thành của thủ môn Hữu Tấn. Ở năm 2021 thì do dịch Covid nên đã không thể tổ chức cho các bạn. Và ở mùa giải gần đây nhất năm 2022 thì Liên Phước Thành đã là đội bóng có được chiếc cúp vô địch của giải bóng đá YBA. Tuy nhiên thì sau trận đấu vào buổi sáng ngày hôm nay thì Liên Phước Thành đã chính thức trở thành cựu vương của giải đấu YBA. Minh Phụng. Lỗi thuộc về chân sút phía áo xanh cùng với Hoàng Gia. Giải đấu lần này của chúng ta với những đơn vị tài trợ, nhà tài trợ vàng đó là Rượu Phú Lễ cùng với đơn vị Trung Việt Thái. Nhà tài trợ bạc đó là đơn vị Nam Việt, Nem Nam Việt, đơn vị Sắt Thép Lê Tâm, đơn vị Huỳnh Long Hải cùng với thương hiệu Joker. Cùng với các đơn vị đồng hành đó là Nam Mekong, Nhật Bảo Toàn và Aquater. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nhà tài trợ đã đồng hành cùng với giải đấu của chúng tôi. Mong rằng sẽ tiếp tục được sự ủng hộ và đồng hành của quý nhà tài trợ ở thời gian sắp tới và ở những đấu tiếp theo. Anh Lực. Tuấn Cường. Không hề có lỗi. Anh Lực. Anh Lực không dứt điểm mà thực hiện đường trả về các bạn. Minh Phụng lại có một cú đá đi hơi cao. Chúng ta cùng xem lại phòng phối hợp vừa rồi. Tuấn Cù đã có một tình huống chạm bóng rất kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho Minh Phụng. Tuy nhiên thì cú đá của cầu thủ mặc áo số 1 đến từ Trung Việt Thái đã đi hơi cao. Đi chân trái tiếp theo, đánh đầu và tỷ số sẽ được nâng lên thành 2-0 cho Trung Việt Thái ở trong trận thi đấu chung kết Serie A và bóng đá YBA tại cúp Liên Phước Thành năm 2023. Chúng ta cùng xem lại cái lắc đầu vừa rồi. Một cú đánh đầu rách lưới luôn các bạn. Hoàng Minh. Không được. Anh Lực đã có vị trí xoay lưng về cầu môn khung thành phía đối thủ ở trong tình huống tiếp bóng vừa rồi. Có thể nói để thất bại trong trận chung kết mùa giải năm 2022 thì các cầu thủ của Trung Việt Thái họ cũng rất quyết tâm để có thể quay trở lại. Cái gì kêu cạch ra? Chết tôi luôn rồi đó. Ở tầm kia gọi được rồi đó. Ở tầm kia nó bị. Alo. Vậy vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục trận đấu bạn. Có thể nói mùa giải năm nay là mùa giải mà Trung Việt Thái họ sẽ cực kỳ quyết tâm để trở lại và lên ngôi vô địch khi mùa vừa rồi họ đã lỗi hẹn trong những giây sau cùng của trận đấu chung kết mà thôi. Đó là một cú dứt điểm rất mạnh của Thiên Bảo. Ở trận này thì Thiên Bảo đang là người hùng của Trung Việt Thái khi ghi hai bàn thắng. Hai bàn thắng cực kỳ quan trọng trong trận đấu chung kết. Và lúc này chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị vẫn đang đồng hành và theo dõi trận đấu thông qua bàn bay. Khán giả sớm chùa đầu cũng đang liên tục vào bàn bay và đề nghị trao cúp luôn bạn. Trao cúp cho Trung Việt Thái là xứng đáng rồi. Nhưng chúng ta cũng hồi hộp chờ đợi mùa giải năm nay là một mùa giải rất kỳ diệu và nhiều điều khó đoán. Không chỉ có một và có đến 2-3 trận đấu đã có những màn loại ngược dòng đầy cảm xúc. Và cũng có trường hợp loại nửa đường bị đuối bạn như trường hợp ở trận đấu tranh hạng 3 Serie B. Chưa được. Mãi Minh Phụng. Và quyết định xử lý an toàn là đá qua bóng ra đường biên ngang. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ của đội bóng tỉnh đoàn Bến Tre. Đây là bóng nhất bản đi.
Lý Hồ Ly này chú hề quá chắc. Phần rất cảm ơn quý vị khán giả đã để lại những phần bình luận trên fanpage. Lúc mà tôi quên cập nhật tỷ số là tôi đang xử lý kỹ thuật mọi người. Pha xử lý rất khéo của Tuấn Cường. Trong thành công ít nhất là tính cho đến lúc này của đội bóng Trung Việt Thái thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến vai trò của Tuấn Cường. Một cầu thủ quán xuyến khả năng tuyến giữa rất tốt và tạo ra cơ hội. Vừa rồi làm cú dứt điểm của Tuấn Cường nhưng không thắng được thủ môn của Tỉnh Đoàn. Ở trận đấu diễn ra vào sáng ngày hôm nay thì đặc biệt là hiệp thứ hai, Tuấn Cường cũng đã làm khổ hàng phòng ngự của Liên Phước Thành và qua đó cũng là bề phóng để cho những cầu thủ phía trên thi đấu thăng hòa và tạo ra một cuộc loại ngược dòng rất cảm xúc. Các bạn thân mến, giải đấu năm nay là giải đấu được tài trợ chính bởi công ty Liên Phước Thành cùng với rất nhiều những đơn vị tài trợ đồng hành. Và thay mặt cho ban tổ chức thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với tất cả những đơn vị tài trợ. Cũng rất vinh dự khi ngày hôm nay nhận được sự đồng hành của các bạn khán giả thông qua fanpage Gone Play và Endo Media cũng như là những khán giả có mặt trực tiếp tại sân vận động Bến Tre. Và chúng tôi, đơn vị truyền thông cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành với những khán giả đã đồng hành và tạo ra bầu không khí sôi động tại sân cũng như trên fanpage. Và chúc cho tất cả mọi người có được một buổi chiều cuối tuần xem bóng đá thật nhiều niềm vui. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi ở giải đấu năm nay thì chiếc vô địch sẽ thuộc về đội bóng nào. Thêm một cú đá chân rất mạnh nữa. Lần này thì bóng dội vào sàn ngang. Chúng ta cùng xem lại tình huống kết thúc vừa rồi. Cú sút rất mạnh của cầu thủ mang áo số 19. Tình huống sút công sàn ngang các bạn. Nhưng mà không có bàn thắng. Cách biệt cũng chỉ là hai bàn mà thôi. Và chúng ta luôn biết cách biệt này, đặc biệt ở giải đấu năm nay là một cách biệt chưa an toàn. Mai mai thì hỏi chúng tôi là hình như trận chung kết xảy ra diễn ra hồi sáng rồi. Không phải bạn, đó chỉ là trận chung kết sớm mà thôi. Một màn tái hiện lại chung kết của mùa giải năm 2022. Rất hay, rất kịch tính và hấp dẫn. Đến bây giờ mà tôi còn rung nữa mọi người. Rồi kế bên tôi anh Thành còn rung hơn. Những phút vừa qua là những phút thi đấu mà rõ ràng chúng ta cũng thấy đường Trung Việt Thái đang chơi vượt trội so với Tỉnh Đoàn. Và chúng ta cùng chờ xem Tỉnh Đoàn Bến Tre họ sẽ thi đấu như thế nào. Đây là đội bóng tôi nhớ không nhầm sở hữu thành tích toàn thắng tính cho đến thời điểm hiện tại. Phong độ khủng khiếp của Tỉnh Đoàn Bến Tre ở mùa giải năm 2023. Tuấn Cường thêm một quả tạt. Quả tạt sớm và không có cầu thủ nào bên trong. Khả năng kiểm soát bóng của đội bóng áo đỏ trong những phút đã qua là vượt trội hơn rất nhiều so với Tỉnh Đoàn. Và đội bóng áo xanh cũng đang buộc phải chơi với một đội lùi sâu và chờ đợi những thời cơ của mình. Lúc này thì tín hiệu từ ban huấn luyện của Tỉnh Đoàn họ sẽ thay người. Rất khéo. Cơ hội không vào. Pha đổ người chính xác của thủ môn bên phía Tỉnh Đoàn. Pha phối hợp như thiên hoa dệt gẫm của các cầu thủ Trung Việt Thái. Với người kết thúc là Tuấn Cù. Nhưng mà tình huống kết thúc có đẹp bao nhiêu thì anh Phương Hữu Tiếu luôn nói không các bạn. Thủ môn Phương Hữu Tiếu đang là người bắt chính cho Tỉnh Đoàn. Đã đầu chưa được. Có gì anh nhắc em tên rồi em không biết tên. Anh này là gì thủ môn gì? Thủ môn này cũng hay. Ở trong thành phần của đội bóng Tỉnh Đoàn thì không chỉ có anh Phương Hữu Tiếu mà thủ môn Hữu Nghĩa cũng chơi rất hay. Nhưng có lẽ là cũng đã có những tín hiệu chấn thương từ thủ môn này và anh không thể thi đấu chính thức ở trận đấu này cho đội bóng Tỉnh Đoàn. Hoàng Gia. Buổi sáng ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng là một trong những cầu thủ chơi hay. Và cơ hội phản công dành cho cầu thủ Tỉnh Đoàn 3-2. Đường chuyền rất sắc, cơ hội không vào. Và sau đó là một pha băng vào không thành công. Cơ hội cũng đã trôi qua. Thủ môn Huỳnh Hữu Tuấn cũng đang chơi ấn tượng trong thành phần của Trung Việt Thái. Văn Phương mới dứt điểm. Người thực hiện cú kết thúc vừa rồi là Văn Phương. Đội bóng Tỉnh Đoàn họ chấp nhận chơi với một đội hình thấp dù rằng đang là đội bóng bị dẫn bàn.
nhưng cũng đã có một tình huống phản công cực kỳ sắc lẹm. Tuấn Cường, trong xuyên suốt hành trình mùa giải năm nay thì không chỉ Tuấn Cường mà đặc biệt là vị trí của Mai Minh Phụng là cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng ở những thời điểm mà đội bóng cần. Và đây là trận đấu chung kết rồi, các cầu thủ của Trung Việt Thái đang có được lợi thế dẫn trước 2 bàn. Không được, đến lượt Tỉnh Đoàn tấn công. Trong đội hình của Tỉnh Đoàn thì người có thể nói là chơi ổn định nhất chính là vị trí của cầu thủ mang áo số 6 Hoàng Minh. Đây chính là Hoàng Minh, chưa được. Mỗi hiệp thi đấu sẽ diễn ra trong vòng 25 phút kể từ các trận đấu bán kết. Đó là một chút sự điều chỉnh mà chúng tôi muốn thông tin đến tất cả quý vị. Nó khác với vòng bảng chỉ 20 phút mà thôi. Như vậy sẽ có một cơ hội dành cho các cầu thủ Trung Việt Thái. Người băng ra là Phương Hữu Tiểu. Lần này thì không ai có thể ngăn chặn được các cầu thủ Trung Việt Thái nữa rồi. Tỷ số được nâng lên thành 3-0. Trong tình huống vừa rồi thì các cầu thủ Tỉnh Đoàn đã dâng lên quá cao và không có ai theo kèm. Thật sự rất đáng tiếc khi thủ môn Phương Hữu Tiểu cũng đã rời bỏ cầu môn. Lần này thì anh Phương Hữu Tiểu cũng nói không bạn, nhưng mà bóng vẫn đi vào khung thành. Tuấn Cù cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu chung kết. Quá khó khăn cho đội bóng Tỉnh Đoàn. Đúng là xét về mặt chuyên môn thì những cầu thủ bên phía Trung Việt Thái được đánh giá cao hơn. Nhưng trong bóng đá thì không phải cứ chuyên môn hay hơn là đá thắng các bạn. Nhưng mà hiện tại thì họ vẫn đang thắng ở trên sân với tỷ số 3-0 rồi. Ở giải đấu năm nay thì cũng có những đối trọng với Trung Việt Thái. Nhưng bóng đá là như vậy, mỗi trận đấu khép lại thì sẽ có đội thắng cuộc và đội thua cuộc. Và đội bóng được lựa chọn giải đấu năm nay là Trung Việt Thái cùng với Tỉnh Đoàn Bến Tre. Tuấn Cường, xin được thông tin với tất cả quý vị, trong trận đấu tranh hạng 3 của Serie B thì cũng đã khép lại rồi các bạn. Nãy thắng quên luôn. Nãy 4-2 Phương Lễ thua gì? Sắp tết về tâm thua không? Không có bàn thắng tiếp theo. Bấm này là biết. Trận chung kết, xin lỗi, trận tranh hạng 3 Serie B thì đội bóng giành được vị trí thứ 3 chung cuộc là đội bóng Amateur, đại diện đến từ Mỏ Cày Nam. Trong khi đó trận tranh hạng 3 của Serie A thì đội bóng giành chiến thắng là đội bóng Liên Phước Thành. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang được đồng hành và theo dõi những diễn biến trực tiếp tại sân vận động Bến Tre. Đây là trận đấu chung kết giải bóng đá doanh nhân trẻ Bến Tre lần thứ 4, tranh cúp Liên Phước Thành năm 2023. Đánh đầu chưa được, màn so tài giữa Trung Việt Thái trong trang phục trắng đỏ và đối thủ của họ là Tỉnh Đoàn Bến Tre trong trang phục vàng xanh. Những phút thi đấu đã qua là khoảng thời gian mà bên phía đội bóng Tỉnh Đoàn thật sự là đã có đôi chút bối rối trong cách tiếp cận trận đấu này. Và cũng chúng ta cũng khá bất ngờ khi với việc đội bóng Trung Việt Thái họ tấn công ồ ạt ngay từ những giây phút đầu tiên. Rất nhiều khán giả cũng đang tin tưởng rằng trận đấu này là trận đấu mà đội bóng Trung Việt Thái sẽ dễ dàng vượt qua Tỉnh Đoàn. Trường An thì để là phần bình luận anh em Trung Việt Thái mãi định. Còn khán giả Lý Hồ Ly và Phạm Thành Thương thì đề nghị chào cúp sớm luôn bạn. Nhưng mà quy định của giải đấu thì đá xong mới chào mọi người. Giải đấu năm nay được xem là giải đấu hot nhất của tỉnh Bến Tre. Khi tề tụ về đây đều là những người con ưu tú của Bến Tre và tất cả phần nào cũng đã thể hiện được giá trị của mình trong từng trận đấu. Những siêu phụ của Bến Tre, những cựu tuyển thủ chuyên nghiệp hay là những cầu thủ futsal cũng đều góp mặt. À, có cựu tuyển thủ Việt Nam nữa các bạn. Các bạn hỏi chúng tôi là cựu tuyển thủ Việt Nam tại giải năm nay là ai thì chắc là các bạn không có xem trận đấu bán kết 1 vào sáng ngày hôm nay rồi.
Ông đã bèn đã hỏng bèn và khiến cho Lê Phước Thành trở thành cựu vương, chính là cựu tiền thủ bóng đá Việt Nam. Cơ hội dành cho Mai Bích Phụng không vượt qua đường Hoàng Minh. Đó có thể được xem là một pha tranh chấp của hai cầu thủ xuất sắc nhất cả hai bên. Và trọng tài cũng đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Minh Phụng. Đó là sự thận trọng của đội bóng Trung Việt Thái. Dù rằng chỉ là một tình huống khu vực giữa sân, nhưng các cầu thủ áo đỏ cũng quyết định thực hiện ngay một pha chi cản. Hiện tại kết quả đang là 3-0. Và đó là một thế trận có thể nói là rất vượt trội dành cho đội bóng Trung Việt Thái với những con người hiện tại. Thì không? Ai nói tôi tin chưa? Làm huấn luyện viên đi trời ơi. Hồ Tấn. Thanh Nhàn. Tuấn Cù. Để chỉ cho Hoàng sao? Không được. Công Minh Minh Cọp cũng đã có mặt ở trong vòng cấm địa trong tình huống vừa rồi. 11 áo đỏ. Công mới nhìn thấy vàng á. Minh Phụng cũng vừa mới phải nhận một chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài chính sau khi có pha bấm lỗi cùng với Hoàng Minh. Đã biên dành cho tỉnh đoàn các bạn. Văn Phương. Văn Phương cũng đã có được cơ hội trong những phút trước ở bên làng cánh phải. Tuy nhiên thì cú đá của Văn Phương đã chưa thể chiến thắng được thủ thành Hồ Tấn các bạn. Hoàng Minh. Đắc Lợi. Đắc Lợi đường chuyền dành cho Văn Phương. Cú đá đầu tiên có ba bóng. Thì hy vọng của trận chung kết sẽ được thắp lại bởi cầu thủ mang áo số 4 Văn Phương dành cho tỉnh Đoàn Bến Tre. Bàn thắng này sẽ giúp cho trận chung kết sẽ trở lại hấp dẫn rồi các bạn ơi. Tấn cô. Rất khó để có thể lay bóng trong chân đội trưởng phía Trung Việt Thái. Phương Hữu Tiếu bóng đã bật ra. Đạt Trâu. Hoàng Minh. Tinh thần thi đấu của tỉnh đoàn đã hưng phấn trở lại rồi các bạn ơi. Sau khi để cho Trung Việt Thái có được liên tiếp đến 3 bàn thắng thì dường như một số cầu thủ đã có phần tâm lý. Tuy nhiên với pha lập công vừa rồi của Văn Phương thì mọi chuyện đã khác rồi các bạn. Hữu Tuấn. Bóng đá thì chúng ta phải nhắc đến tinh thần chiến đấu và một ít may mắn đó các bạn. Tuấn Cù đã ngã nhưng không hề có lỗi. Hoàng Minh. Tấn Huy ở bên trong. Đã bị bắt bài rồi các bạn. Hiệp đấu thứ nhất sẽ kết thúc với số là 3-1 nghiêng về Trung Việt Thái. Chúng ta cùng gặp lại nhau 6 phút nữa. We'll be right back.
đã được tung vào phía đền của tỉnh đoàn Hoàng Minh. Văn Phương, Tuấn Anh tắt lại. Giải đấu là năm nay có một điều khá thú vị là các siêu phổi của Bến Tre đều đang theo dõi trận chung kết các bạn, chứ không được tham gia. Điển hình như là anh cựu tuyển thủ của Việt Nam, anh Nguyễn Công Thành. Tuấn Cô, đó là một sự thật nha các bạn. Tuấn Cô không vào. Một cú dứt điểm chìm bằng chân phải của đội trưởng đến từ Trung Việt Thái. Vâng. Ở trận đấu năm nay thì Tuấn Cô phải nói là gồng gánh cho Trung Việt Thái rất là nhiều, đặc biệt là ở lượt đấu bán kết trong hiệp đấu thứ nhất thì Tuấn Cô không thi đấu thật sự hiệu quả. Cầu thủ này có lúc hơi mờ nhạt. Tuy nhiên hiệp thi đấu thứ hai mới chính là trận đấu của Tuấn Cô, cú đá thẳng đến từ đội trưởng phía Trung Việt Thái. Tuấn Cô đã gây ra không biết bao nhiêu khó dễ cho anh Hiếu Cổ cùng với anh Công Thành ở lượt trận đấu bán kết. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay thì lực lượng khán giả của tỉnh đoàn đã được tăng cường rất là nhiều các bạn. Những khán giả của quê hương Bến Tre đến từ lực lượng của tỉnh đoàn đang cổ vũ trên khán đài. Đắc lại đã được vào thay cho Nguyễn Anh Lực. Anh Lực đã bị đau ở trong hiệp đấu thứ nhất và huấn luyện viên Đức Phương cùng với trưởng đoàn Nguyễn Hiếu phải bắt buộc thay người. Tất cả các trận đấu của giải đấu YBA trên Cúp Liên Phước Thành năm 2023 mùa giải thứ tư đều được phát trực tiếp trên các nền tảng truyền thông thể thao God Airplay cùng với Endo Media Hoàng Minh. Không chỉ khán giả của tỉnh nhà Bến Tre mà còn của những miền Tây, các tỉnh miền Tây thân yêu đều đang theo dõi trận đấu này nha các bạn. Hoàng Minh, Văn Phương, Hoàng Minh. Quốc Đạt, Đạt Trâu, Đắc Lợi, Hoàng Minh. Sau khi có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất thì bây giờ tỉnh đoàn đang là đội chiếm thế chủ động. Hoàng Minh, Tuấn Anh. Khá hay. Đắc Lợi đã có tình huống phạm lỗi từ phía sau cùng với Đắc Lợi. Ekip Gold Media cùng với Endo Media cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang và đã tương tác cùng với giải đấu của chúng ta từ ngày hôm qua cho đến bây giờ. Xin cảm ơn Lý Hồ Ly, Trường An, Phạm Thành Thương, Thương Noel cùng với Sớm Chùa Đậu. Xin cảm ơn Lê Minh Lý, Lê An, Andruno, Nguyễn Thái Tân, Nguyễn Trung Hiếu. Chúng ta hãy cùng like và cùng chia sẻ cho trận đấu này để lan tỏa hình ảnh bóng đá đẹp của tỉnh Bến Tre đồng khởi xứ dừa gần hơn với màu men của Tổ quốc. Không vào. Một cú đá thẳng đến từ chân sút của tỉnh đoàn, bóng đã trúng vào hậu vệ áo đỏ. Điều này cũng đã khiến cho chân sút của Trung Việt Thái đang nằm ở trên sân. Vừa rồi thì cầu thủ bên phía Trung Việt Thái cũng đã ẩm chọn một cú dứt điểm bên phía tỉnh đoàn, sút rất uy lực. Và với động lực này thì các cầu thủ của tỉnh đoàn sẽ được hưởng thêm một tình huống đá phạt góc. Cách biệt chỉ còn là hai bàn mà thôi. Vẫn chưa được. Và ta nói quản nghỉ giữa hiệp là một quãng thời gian như chúng ta nói là rất quý báu dành cho các đội bóng để bị dẫn bàn trong hiệp đầu. Họ sẽ có thời gian để sốc lại mặt tinh thần và đưa ra những đấu pháp hợp lý. Pha đi bóng rất hay, tình huống 3-3. Cơ hội dành cho tỉnh đoàn. Đưa bóng vào, không được. Đó là một nỗ lực rất tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 9 bên phía tỉnh đoàn. Sức vướng cũng là cực kỳ tốt. Đắc Lợi là người đã khiến cho hàng phòng ngự của Trung Việt Thái gặp khó khăn. Và họ sẽ được hưởng thêm một quả đá phạt góc. Tinh thần của đội bóng áo xanh đang lên cao. Mỗi hiệp đấu sẽ diễn ra trong vòng 25 phút và dĩ nhiên là khoảng thời gian còn lại rất dài.
và điều gì cũng có thể xảy ra. Liên tục là những tình huống nhồi bóng vào vòng cấm địa của đối phương. Chơi một hình dân cao, lúc này thì các cầu thủ của đội bóng tỉnh Đoàn đã chấp nhận chơi mạo hiểm không được. Việc chơi bóng hình cao thì những khoảng trống ở phía sau cũng sẽ lộ ra. Nhưng không còn cách nào khác cho tỉnh Đoàn, đây là trận đấu chung kết rồi và họ buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Và xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người, xin gửi lời chào đến anh Lê An. Lê Minh Lý thì gửi lời chào và lời động viên đến cầu thủ mang áo số 19 của Trung Việt Thái. Hiện tại thì cũng đang có khá nhiều cổ động viên truy cập Man Bay và theo dõi trận này. Trận cầu đinh, trận cầu quyết định của mùa giải năm nay. Liệu rằng Tân Vương sẽ là đội bóng nào? Dĩ nhiên là bước vào mùa giải 2023 thì tỉnh Đoàn không được đánh giá cao như những đối thủ khác. Tuy nhiên là họ đã cho thấy mình khó chịu như thế nào khi lần lượt vượt qua những đối thủ. Nên nhớ rằng ngoại trừ trận đấu này thì họ là đội bóng toàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Xin nhắc lại, mùa giải năm nay thì ban tổ chức cũng sẽ tiến hành trao hai giải phụ là vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải. Phần thưởng là một niệm Nam Việt trị giá 1.500.000 đồng. Sẽ có một đợt tấn công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng tỉnh Đoàn. Có một pha va chạm xảy ra, tuy nhiên trọng tài không cất còi. Ngay lập tức sẽ là đòn phản công dành cho Trung Việt Thái. Không được. Đây là trận đấu mà sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Hai bên liên tục thực hiện những pha vào bóng. Một pha tranh chấp rất quyết liệt và trọng tài xác định quyền đá biên dành cho Trung Việt Thái. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì ba bàn thắng mà đội bóng này có được, trong đó là một cú đúp của số 16 Thiên Bảo. Và bàn còn lại là của cầu thủ mang áo số 11 Mai Minh Phụng. Trong khi Văn Phương là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất dành cho đội bóng tỉnh Đoàn. Ở giải đấu năm nay thì có tất cả là 13 câu lạc bộ tham gia. Ở các bảng ABC thì mỗi bảng đấu có 3 đội, trong khi ở bảng D thì có 4 đội. Mai Minh Phụng, Hoàng Sa, Văn Phương là người theo sát Hoàng Sa. Đạt Trâu, Đạt Trâu có tên đầy đủ là Ngô Quốc Đạt. Hoàng Minh, Tuấn Anh, Văn Phương. Tình huống vừa lời phá bóng chính xác. Những hình ảnh chúng ta đang theo dõi là hiệp thi đấu thứ hai, trận thi đấu chung kết trong khuôn khổ Serie A giải bóng đá YBA tranh cúp Liên Phước Thành năm 2023, giải đấu do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức. Đây là mùa giải thứ tư. Ở mùa giải năm nay thì ban tổ chức đã sắp xếp cho các đội bóng thi đấu vào 2 ngày, 21 và 22 tháng 10 năm 2023. Và đây là trận cầu cuối cùng. Văn Phương rất khôn ngoan. Một mình Văn Phương trước vòng vây của ba chiếu đỏ. Nhưng Văn Phương cũng không hề cho thấy được sự thất thế của mình. Văn Phương Hòa và Hoàng Minh là hai cầu thủ ảnh hưởng nhiều vào lối chơi của tỉnh Đoàn. Tuấn Anh, cú đá bằng chân trái hơi thiếu chính xác về cầu môn khung thành của Hồ Tấn. Trong thời gian còn lại có lẽ là khả năng cao thì hai ban ghế huấn luyện sẽ có sự điều chỉnh về nhân sự. Đặc biệt là Trung Việt Thái muốn bảo vệ thành quả hiện tại. Chỉ cần bảo giữ nguyên tỷ số này thì Trung Việt Thái sẽ trở thành tân vương của giải bóng đá YBA năm 2023 tranh cúp Liên Phước Thành. Hoàng Ân cùng với xe ủi lô Thanh Tri đã được tung vào sân phía Trung Việt Thái. Hoàng Ân chính là em trai ruột của Nguyễn Hoàng Dư. Ở mùa giải năm nay thì anh Hoàng Dư thi đấu trong áo của Huỳnh Long Hải.
Còn như em, Hoàng Ngân thi đấu cho mẫu của tỉnh đoàn. Xin lỗi các bạn Trung Việt Thái các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay đã có đông hơn lực lượng khán giả cổ vũ trên khán đài, đặc biệt là đến từ tỉnh đoàn, tỉnh Bến Tre. Tắt lại, xeo lô Thanh Tri. Dư em. Công Minh. Sự góp mặt của Dư em và Thanh Tri sẽ củng cố khu vực giữa sân cùng với nơi hàng phòng ngự. Trước cầu môn khung thành của thủ môn Hữu Tấn. Được chia cho Mai Minh Phụng. Điều này sẽ giúp cho chân sút mang áo số 1 có nhiều khoảng trống hơn để hỗ trợ cho Tấn Cù ở bên trên. Phương Hữu Tiếu. Đạt Trâu. Hoàng Minh. Văn Phương quyết định đột phá vào trung lộ. Văn Phương đã ngã các bạn. Tuy nhiên trọng tài xác định không hề có lỗi. Đến từ hậu vệ của Trung Việt Thái ở trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Chờ ảnh đó là đội trưởng Đạt Trâu. Ở mùa giải năm nay Đạt Trâu đang thi đấu với một phong độ cực kỳ ổn định. Đây là phòng ngự của tỉnh đoàn. Một trong những yếu tố đã giúp cho tỉnh đoàn đang có một chuỗi trận bất bại. Trước trận chung kết này nha các bạn, Hoàng Gia. Dư em, Minh Phụng. Đạt Trâu lại là người cá bóng. Xin cảm ơn Nam Nay Ma đến từ Ba Tri, Lê Minh Lý đến từ quê hương Dòng Trôm. Công Minh. Xin mời khán giả đang tương tác trên hai nền tảng Endomedia. Hoàng Gia vào. Hoàng Gia với một cú đặt lòng chân phải đầy hiểm hóc đặt có được bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu chung kết Serie A tranh cúp YBA Liên Phước Thành năm 2023 lên thành 4-1 các bạn ơi. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Văn Phương đắc lại. Đường chìm bao đông. Tuấn Anh không vào các bạn ơi, Hữu Tuấn đã xuất sắc hơn. Đạt Trâu. Nhịp độ của trận đấu đang được đẩy nhanh hơn khi mà thời gian của trận chung kết cũng đang trôi về nửa sau. Tỉnh đoàn buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên thì do mãi mê dâng cao, các trung vệ áo đỏ đã chưa kịp thời lùi về. Và Hoàng Gia chính là người trừng phạt cho sai lầm vừa rồi đến từ tỉnh đoàn Bến Tre. Hữu Tuấn. Anh đèn quả là Phương Hữu Tiếu. Đạt Trâu. Chúng ta cùng chờ đợi xem những phút còn lại thì tỉnh đoàn có thể làm được điều gì hay không. Đắc lại. Vẫn là đắc lại. Văn Phương. Không có một ai tiếp nhận được đường chuyền vào trong vừa rồi. Hữu Tuấn. Thanh Tri. Hữu Tuấn.
Xin cảm ơn Trần Khánh. Xin cảm ơn Linh Gấu. Trận đấu của chúng ta đang được ghi hình và phát trực tiếp trên hai nền tảng Gon Airplay Facebook cùng với Endo Media truyền thông thể thao. Trận đấu sẽ được tiếp tục các bạn. Đạt Trâu, Hoàng Minh, Văn Phương, đã có lỗi đến từ chuyển xúc của Trung Việt Thái cùng với Hoàng Minh. Thanh An là người có pha phạm lỗi vừa rồi. Quả đá phạt dành cho Tỉnh Đoàn. Không vào các bạn. Cú đá đến từ chuyền xúc mang áo số 4 Văn Phương. Hoàng Minh. Hoàng Minh đang quan sát. Đạt Trâu. Văn Phương. Trung Việt Thái đã nhường lại hẳn khu vực giữa sân cho Tỉnh Đoàn. Và hầu hết các chuyền xúc áo đỏ đã có mặt ở khu vực trước vòng cầu cấm địa cầu một khung thành Cố Tấn nhằm bảo vệ thành quả trong trận chung kết, trận cầu quyết định cho danh hiệu cao nhất ở giải bóng đá YBA tranh cúp Liên Phước Thành năm 2023. Chuyền xúc chủ lực Hoàng Minh đã rút được cho ra nghỉ các bạn. Hôm nay thì Hoàng Minh đã thi đấu rất là quyết tâm. Cú đá vẫn chưa đưa bóng vào trong lưới được các bạn ơi. Tình huống sóng gió đến từ Tỉnh Đoàn. Đặt lại. Bàn thắng đã đến rất gần với Tỉnh Đoàn, chỉ cách 1-2 bước chân thôi các bạn. Chúng ta cùng xem lại tình huống trước đó. Cú đá đầu tiên, cú đá thứ hai các bạn. Hai ba cú dứt điểm liên tiếp ở tình huống trước, nhưng mà Tỉnh Đoàn vẫn chưa có được bàn thắng dành cho mình. Văn Phương. Văn Phương đã cho rằng có một tình huống tác động cùng với mình. Người tranh chấp mà Thành Trì. Thành Trì còn có biệt danh là xe ủ lô nha các bạn. Bên nào? Nó số 15 mà Tùng Thái hả? Ở đây nó ghi số 1 Duy Tân, còn kia Hữu Tấn mà mày số 15 nè. Không, số 15 là Hoàng Đồng. Để nói luôn nha. Thủ thành Hoàng Đồng đã được tung vào sân thay cho thủ thành Hữu Tấn phía Trung Việt Thái. Dư em. Hoàng Đồng. Ê, vô, vô, quên nữa, nãy giờ. Làm cho anh có gì đâu. Cách biệt lúc này là ba bàn nghiêng về cao thủ Trung Việt Thái. Họ đang làm đội bóng nắm thế chủ động trên sân. Vừa rồi thì thủ môn của đội bóng này còn chơi bùa nữa các bạn. Tình huống mà tôi coi lại pha quay chậm chỉ cách một bước chân mà thôi.
nhưng bằng một cách nào đó thì thủ môn này đã lên đồng. Đúng là thủ môn Hoàng Đồng ạ. Tình huống này mà không tưởng tượng được vì sao bóng không đi vào khung thành. Nhưng các cầu thủ của tỉnh đoàn Bến Tre vẫn sẽ còn cơ hội. Họ đã cũng đã chơi tốt trong những phút đã qua khi liên tục dồn ép đội bóng áo đỏ về phần sân nhà. À, chính xác là Duy Tân các bạn. Hồi nãy tôi đón ông này Duy Tân nhưng mà anh Tâm Hiền nói không phải đâu. Bảo tôi nữa rồi. Rất khỏe. Tiếp tục là các cầu thủ của tỉnh đoàn Bến Tre đã có sự hỗ trợ kịp thời. Những phút cuối hiệp đấu này thì các cầu thủ áo xanh đang chơi hay và chơi rất quyết tâm. Thủ môn Duy Tân đã vào thế cho Hữu Tuấn và cũng đã thể hiện được tài năng của mình, đặc biệt là tình huống trước đó. Và đã có một tình huống va chạm xảy ra. Cầu thủ của đội bóng tỉnh đoàn đang nằm lăn lộn trên sân. Và trọng tài có lẽ là cũng đã rút ra một chiếc thẻ vàng rồi. Và buổi chiều ngày hôm nay thì chưa có gì để làm. Và giờ đây thì thấy có logo cái bắt các anh em bên phía Quỳnh Long Hải cũng đứng dậy rồi. 4-5 anh em ngồi muốn ngủ đục nãy giờ. May mắn là không có gì cả. Có thể nói tôi cũng đã đi tác nghiệp khắp miền Tây rồi nhưng chưa coi giải đấu nào mà về mặt an ninh ổn như giải đấu này. Khỏi cần phải lo các bạn. Ở trận đấu chung kết trước đó thì sương sương trên sân thôi cũng mười mấy chiến sĩ công an. Còn trận này thì dù rằng không có công an trên sân nhưng mà cũng cả trăm anh em vệ sĩ bên ngoài sân. Như vậy có thêm một tình huống cố định nữa dành cho các cầu thủ tỉnh đoàn Bến Tre. Nói về mặt cơ hội thì ở hiệp đấu thứ hai này quá nhiều cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Một mình thủ môn Hữu Tuấn cũng đã chơi hay rồi. Giờ đây lại có thêm sự bổ sung của thủ môn chơi bùa Duy Tân. Cự ly và góc sút này cũng là tương đối thuận lợi cho một quả sút thẳng. Nhưng chúng ta cùng chờ xem quyết định được đưa ra sẽ là như thế nào. Rất nhiều sự lựa chọn ở tình huống này. Dứt điểm, bóng không vượt được hàng rào, cú sút thứ hai. 2-4 dành cho tỉnh đoàn Bến Tre. Cuối cùng thì những nỗ lực của đội bóng áo xanh cũng đã được đền đáp. Dù là có hơi muộn màng nhưng còn thở là còn gỡ, bóng đá là như vậy. 2-4 và chúng ta cùng sẽ theo dõi lại tình huống này. Cú sút thứ hai. Và cầu thủ mang áo số 15 là người đã đá nối thành công. Lần này thì chúng ta không thể trách được thủ môn Duy Tân khi mà cự ly là quá gần và bóng đổi hướng liên tục. 2-4. Đặc biệt là hai bàn mà thôi. Nếu như tận dụng tốt những cơ hội trước đó thì có thể lúc này mọi thứ đã khác. Tuy nhiên thời gian là vẫn còn, chưa kể là còn khoảng thời gian bù giờ nữa. Thời gian thi đấu chính thức vẫn sẽ còn khoảng 1 phút rưỡi nữa các bạn. Chưa tới hết thời gian bù giờ nữa. Ok, nhưng mà chưa tới thời gian bù giờ mà. Đồng hồ chạy tự động đây, chưa tới bù giờ nên anh báo này hồi vô cử chết luôn. 49 phút 50. Thì ok, nhưng có phút, em có thể báo trước rồi. Nhưng mà tới thì để mình báo thì nó phải khớp trên này. Nó phải kẹt gì đó. Tức là 10 giây trước khi kết thúc thời gian chính thức. Còn ta mới giờ bài. Giờ trước rồi. Có thể nói ở trận đấu chung kết này thì rất nhiều khán giả chúng ta dự đoán là một chiến thắng dễ dàng dành cho Trung Việt Thái. Nhưng mà thực tế diễn ra trên sân thì không phải như vậy các bạn. Để có được kết quả dẫn trước 4-2 như thế này thì cũng là một màn thi đấu chày da chốc dậy mới có được thành quả như hiện tại. Và chưa biết là kết quả cuối cùng là như thế nào. Bóng nằm gọn trong tay của thủ môn Phương Hữu Tiếu và sẽ có một pha tấn công nhanh. Bóng được triển khai lên vị trí của cầu thủ mang áo số 15. Đưa bóng vào chưa được. Những pha tranh chấp rất quyết liệt. Một mình cầu thủ mang áo số 15 trước vòng vây của hai cầu thủ áo đỏ. Vẫn tiếp tục là sự chủ động thuộc về tỉnh đoàn Bến Tre. Sút xa. Cú sút không chính xác. Và cơ hội cũng đã trôi qua. Như vậy thời gian cộng thêm cho trận đấu này sẽ là 2 phút. 2 phút cho những sự nỗ lực của cả hai bên. Về mặt lý thuyết 2 phút và 2 bàn thắng thì vẫn có thể xảy ra.
Sự thận trọng cũng đến từ cách chỉ đạo của ban huấn luyện bên phía Trung Việt Thái khi họ liên tục nhắc nhở trên sân. Trận đấu chung kết mùa giải năm nay thì cũng đang nhận được sự cổ vũ của rất đông khán giả trên sân bay, và đặc biệt là khán giả cũng đang có mặt tại sân vận động Bến Tre. Một vài khán giả thì cũng đang dự đoán kết quả trận đấu này sẽ là 5-2 nghiêng về Trung Việt Thái. Hiện tại thì đang là 4-2. Tuy nhiên những phút trận đấu đã qua là một thế trận có thể nói tạm gọi là lấn lướt dành cho tỉnh đoàn Bến Tre. Họ không hề thua kém về cách kiểm soát bóng và số của họ được tạo ra. Chỉ đáng tiếc là việc tận dụng không được thực hiện một cách triệt để. Và mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm tay của tỉnh đoàn Bến Tre. Nhưng nhìn chung mà nói, nếu như không thể vượt qua được Trung Việt Thái thì mùa giải năm nay với việc là á quân của Serie A cũng sẽ là một thành tích rất đáng được ngợi khen. Với một đội bóng không đầu tư quá nhiều về mặt con người. Nhưng trường hợp của Trung Việt Thái thì khác. Sau thất bại cay đắng ở mùa giải năm 2022 thì họ đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và những trận đấu đã qua cũng phần nào minh chứng điều đó. Thi đấu các trận đấu rất quyết tâm. Không được rồi, một vài vị trí trên sân của tỉnh đoàn cũng đã bị xuống sức. Huy Trang không chính xác. Thời gian đã ủng hộ cho đội bóng Trung Việt Thái. Cầu thủ kim bầu Linh Hai cũng đang có mặt bên ngoài sân và sẵn sàng ăn mừng chức vô địch cùng với Trung Việt Thái. Và xử lý bình tĩnh và sẽ mở ra một cơ hội tấn công dành cho cầu thủ tỉnh đoàn Bến Tre. Không được rồi, đó là truyền hỏng. Và cơ hội cho Trung Việt Thái. Trận đấu vẫn đang diễn ra sôi nổi ở những giây sau cùng và tiếng còi khép lại trận đấu đã vang lên. Và xin chúc mừng cho Trung Việt Thái. Họ sẽ là tân vương của mùa giải năm 2023. Một thành quả xứng đáng cho quá trình lao động tuyệt vời từ đầu mùa giải cho đến lúc này. Và cũng xin chia buồn với các anh em tỉnh đoàn Bến Tre. Nhưng dù gì mà nói thì thành tích á quân của mùa giải năm nay là một thành tích chấp nhận được. Nếu không muốn nói là một mùa giải thành công. Và đến đây thì phần bình luận trực tiếp của chúng tôi ở trận đấu chung kết của giải bóng đá doanh nhân trẻ lần thứ tư năm 2023 tranh cúp Liên Phước Thành cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở giải đấu năm sau.